5 6 7 Trời thôi nào, Ronaldo De Lima. Uầy, đập rô này 10 á. Xịn. Đỉnh đấy. Ây à. Chiến nhờ. Ôi con này, này không có keo kẹp à? Đồ, kèo rô gầy. Được nha. Chơi lớn, chơi lớn. Lên thì sao? Khủng khiếp, khủng khiếp. Kèo là kèo cuối cùng đấy nhở. Nếu tất cả xịt. Rô TT mà AI siêu sao là chuyện bình thường. Dứt điểm, lực sút, chọn vị trí, phản ứng nó cũng không đỏ nhiều lắm nhỉ. Đây, 119-118. Ok. Rồi, kèo chính của chúng ta sẽ là Hazard, Torres, Rô béo, Vara, Kaka và Rô gầy. Trời ơi. Đấy. Cứ đập 5 này, 6 này vào một con 6 xịn, xong lên 7. Đập dàn 7, xong đến 7 xịn. Đấy, đặt tình hình cảm giác tay như thế nào, xong rồi mồi thêm cộng 9. Nếu mà tất cả xịt thì vào kèo nốt kèo cộng 8 xịn này. Mà xịt nốt kèo cộng 8 xịn là chúng ta sẽ chơi Ronaldo. Đấy là cái lịch trình của kèo này. Enjoy kèo nha anh em nhớ. Let's go. Khởi đầu bằng chiến thần mõm. 1-4. Rồi 3. 2 cùi với 1 Neville. Em khoái coi anh đập nhìn cảm xúc á. Thì thường anh đập thẻ thì anh hòa vào là mình cũng như chủ ác luôn. Cái cảm xúc đập thẻ thì không bao giờ mình biết trước được đúng không? Làm sao chúng ta biết được cái tay tiếp theo của chúng ta nó lên gì? Ví dụ đang mồi này. Sao biết được? Anh thích đập thẻ F3 hay F4 hơn á? Theo như cá nhân anh nhận định thì F4 đập thẻ dễ lên hơn. Đấy. Chắc chắn là thích lên rồi đéo ai thích xịt. Xịt nhiều giờ hơi lắm. Bukayo Saka. Làm sao để chèn mua cầu thủ đầu tiên? Em mắc giá đầu tiên. Ví dụ con Salah này, giá cao nhất của nó là 500. Thì không ai đặt cái giá đấy, người ta chỉ đặt khoảng tầm 400 mấy thôi. Em đặt 500 mắc giá đầu tiên thì chắc chắn người ta bán cái con đấy là em sẽ nhận được. Xem anh cũng lâu rồi mà lần đầu có like của anh. Like của anh buồn cười lắm. Có lúc vui, có lúc không vui. Tùy theo trạng thái mỗi ngày hiểu chưa? Trạng thái của hôm nay của anh nó đang gọi là tập trung. Tập trung để mồi, tập trung để đập. Nhìn cái mặt buồn cười đủ vui, cái mặt tôi buồn cười. Mặt thì cái tên nghiêm túc như thế này. Ừ nhờ, hôm nay tóc của mình nhỉ? Kiểu đéo gì nhờ. Hôm nay như cái mắt buồn cười lắm. Ấy, à, nó cứ dí lên vậy trời ơi. Quýt trời ơi. Khổ quá trời ơi. Lên quá trời lên luôn. Em bị áp lực thi cử thì phải làm sao? Thì phải xả stress em ạ. Thi đại học thôi làm gì mà áp lực ơ kìa. Áp lực chứ. Lại bảo không có áp lực. Hàng xóm láng giềng, người nhà, bố mẹ, anh chị em người ta nhìn vào. Ở quê thì ai chả bị vậy. Đúng không? Ở quê thì từ ngày xưa thì ai chả... Đấy. Ông nọ, ông kia thì đấy, học sinh giỏi đấy. Mà mày về xem nấu cơm rửa bát thì cuối năm là nó vẫn cứ học sinh giỏi thôi. À, ăn cơm. Cơm đấy đắng thế. Bây giờ bình thường mọi ngày tôi lên cứ nhìn được những comment nào là sao anh béo thế, sao bao giờ anh lấy vợ, tôi đủ áp lực rồi, không có sợ một ngày nào đấy tôi trầm cảm vào đấy. Cuối tháng nghỉ 3 ngày anh em nhé, 28, 29, 30 đi du lịch với gia đình, thế là mình báo luôn đấy để mình giảm tải cái áp lực của mình đi đấy, thông cảm anh em nhé. Nếu mà có thể thì chắc là tối 30 khoảng tầm 10-11 giờ tôi về đến Hà Nội thì tôi lên tôi like ngồi trò chuyện anh em sau chuyến đi. Đấy tiện thế nói luôn cho nó dễ. Chỉ thế là nhanh. Ơ kìa các ông có
có nhận thấy những cái hôm tôi quay rất mệt mỏi 10 giờ tối, tôi vẫn về tôi like cho anh em xem. Hôm nào đá bóng về muộn mệt thì 9:30 live bên Nimo vẫn không bỏ. Đến như hôm qua đấy, đá mệt nhưng mà vẫn muốn lên công hiến. Kiểu thế mình vừa đập cộng mấy nhở? Mẹ cứ ngồi chém gió. Đéo biết là đập cộng mấy luôn. Ok không mọi người? Vậy thì chúng ta vào một kèo thi trị nhá. Xong lên dây 7 thôi. Marcos Llorente mới nhận được confirm là Rodrigo không đập rồi. Cái này có hợp lý không nhỉ? Rồi. 1.000 tỷ. Trời ơi. 116. Tôi lại xin một phép cứu trợ từ anh em kênh chat nhờ. Anh em cho tôi một con số random đi. Từ 5 đến 11 đi. Đấy, cho tôi xin một con số nhá. Tôi bắt một con số, tôi sẽ dùng số đấy làm nhịp nào. Lấy con số 7. Đẹp, 7 được này. Cảm ơn Triệu Vũ nhá. Rồi, số 7 đến từ Cương Hoàng. Nhưng mà sao Cương Hoàng để avatar là bạn gái nhờ? Ghét thật đi. Rồi, 7 nhịp cho Llorente, một tiền vệ trung tâm đa năng của Real và Atletico. Nào. 1. Hai. Ba. Bốn. Năm. Ready. Sáu. Nhịp cuối. Chơi. Nào, cộng 7 xịn sò Marcos Llorente. Ui. Ôi trời ơi. Nó về tận 1. Khủng khiếp. Trời ơi. Sao lại có về tận 1 tại Llorente. Xin đấy. Trời ơi. Về hẳn 1 cho cẩn thận. Cày. Rồi, như thế là xong 6, bây giờ lên 7 thôi. Tôi cứ ám khoảng tầm 10 con 7 nhá. 3 này. Tôi còn quản râu gầy nữa cơ. Đấy, đã về 5 được cơ. 12 tay mà xịt thì úi dồi ôi. Đập nó như là thiên đường luôn đấy. Khả năng cao mình sẽ dí 12 tay đi. Victor Lindelof. Chưa vào một kèo nào xịn cả. Khả năng cao là dí 12 phát. Xong rồi vào một con chính. Xong rồi đập một dàn 9. Mọi thứ đang rất là ổn. Anh tin vào mấy cái tỷ lệ Garena công bố á. Nói về phần trăm nó trừu tượng lắm ạ. Mọi người có cảm thấy nhiều khi 50% với lại 30% nó giống nhau không? Đó. 30 cũng như 70. Đó. Nó lên à. Đây rồi. Đẹp thì là đến Kanté là chúng ta dừng này. Tay thứ 10. Uầy, nó về 1 à. Đúng 10 tay luôn đấy. Vào một tay chính không nhỉ? Hay à. Kaka vào tơ này là ổn. Còn nếu Kaka xịt thì vẫn đâm thêm 2 tay nữa. Được rồi đấy. Kaka. Người ta Kaka thì 100 không phải là quá to tát, đúng không? Chơi được, vừa vặn luôn. Rồi bây giờ cứ đập Kaka đi đã. Nếu mà Kaka xịt thì có thể là chúng ta sẽ đập dàn 9, xong rồi ôm cua lại thôi là hợp lý rồi đấy. Không cần phải mồi 7 nữa rồi, 10 tay 7 là ổn rồi. Bây giờ mà quay lại 7 cùi mà lên nữa thì chịu.
đúng không? Ricardo Kaka, thiên thần của nhiều người nhưng mà cũng là một cơn ác mộng của một hai người. Nào, Ricardo chơi. Và đó là thiên thần Kaka. Về hai à? Về khá là sâu. Rồi, đến dây 8 đi. Dây 8 đến 9 mình có chuẩn bị sẵn khá khá rồi. Cứ đập, có thể sẽ đập từ Nelson Semedo và bốn tay quê về. Và ra đi. Đi chặng đường khá là xa rồi đấy. Nói chung thời điểm này thì mình nghĩ chỉ có đợi may mắn thôi. Nếu như Vara vẫn xịt thì phương án của tôi sẽ là như thế này. Vara xịt chúng ta sẽ mồi đập mồi hết cộng 9, không phun bạch, rồi vào những kèo cuối cùng thôi nha. Hợp lý không? Vara, một trong những trung vệ đang nằm trong beta của chúng ta, chỉ mới cộng 5 thôi đã làm cho những siêu tiền đạo của tôi đủ khổ rồi. Nhưng đây chúng ta là cộng 8, một mùa limit. Nếu như cộng 8 thì cái giá trị của Vara sẽ rất là lớn. Nào, sợi Vara. Rồi, còn bao nhiêu cộng 8 chúng ta đẩy nốt này. Kaza PP lên 8 full bạch đúng không? Âm ti ti. Haza PP. Nào, Haza về 5, lấy hẳn Torres Icon về làm phôi và kéo kèo Rodrigo đây này. Check lại PP này. Torres tí làm phôi cho Torres này hơn. Euro béo 3 con. Vậy là chúng ta còn dư 1, 2, 3 con nữa. PP thì dư được con Rodrigo này. Còn PP đúng không? Ok. Đấy, sau PP đến nay thì bác chat lại cho em một câu nữa nha. Rồi, 1.000 tỷ 116. Chơi PP về 6. Ok rồi này. Torres. Tôi đã từng thất bại với kèo này một lần rồi. Chúng ta có hẳn một quả phôi rất là xịn. Torres Icon cộng 4. Đâu anh nhân viên có xem không nhở? Tỷ lệ ngày hôm nay như thế nào anh nhân viên ơi? Em chơi như nào nhở? Em run lắm rồi này. Torres 9 nhịp. 1 2
3 4 5 6 7 8 nhịp cuối. Chơi nào, phải làm đâu. Ronaldo De Lima. Đúng, đúng Ronaldo. Béo này trong bộ sưu tập siêu cộng 8 rồi đấy. 117.600 tỷ. Đập gọi là hết sạch tiền, không còn một cái gì luôn. Khủng khiếp quá. À, con này hơn 4 vạch thì vô giày được mấy vạch rồi. Đây, nếu như bác muốn đập kiểu đấy. À, từ từ, nếu như mà con này chỉ được một con 107 nữa thôi thì rô gầy sẽ được hình như gần như là full đấy, full chắc luôn, nó lên được mà. Nhưng mà nó gọi là thiếu một xíu thôi, chắc thì full vậy lên. Tôi may mắn vậy. Rồi chơi nào. Ronaldo 1 2 3 4 5 6 7 Trời thôi nào. Ronaldo De Lima. Sao lên được ta? Đây đây đây, cho anh em xem lại. Nó không được ấy, tại vì chuyển nhanh không người khác chèn mất á. Ây da. Xịn đấy nhờ. Sao tôi lên được ấy nhờ? Không vun vài cái thiếu một tí luôn á. Trời ơi, người ta chuyển về nick chính mà. Chinh phục được Rô rồi. Á à. Xịn quá. Ui. Rô béo.